các thành phố ven biển như Miami và Quảng Châu đang phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt lớn khi mực nước biển dâng. Thế nhưng một số thành phố khác đang phải đối mặt với một nguy cơ khẩn thiết hơn cả, ngập lụt do thay đổi khí hậu. Một nghiên cứu mới tại 99 thành phố trên khắp thế giới được đăng trên tạp chí Geophysical Research Letter đã tiết lộ một số thành phố lớn trên thế giới đang chìm nhanh hơn mực nước biển dâng, đặc biệt trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Trong quá trình sụt lún này, đất định cư và sự cô đặc dựa vào sự thay đổi vật liệu bên dưới bề mặt trái đất. Quá trình sụt lún này làm cho mặt đất ở nhiều thành phố lớn chìm xuống vài mm mỗi năm. Phần nhiều trong số đó là do các hoạt động của con người gây ra, chẳng hạn như bơm, hút nước ngầm. Khi nước phun trào, mặt đất bị tác động và các cấu trúc được xây dựng ở trên sẽ sụt lún nhiều hơn so với mực nước biển. Theo các con số ước tính gần đây nhất về mực nước biển toàn cầu dâng, ít nhất 33 thành phố đang sụt lún khoảng hơn 1 cm mỗi năm, gấp 5 lần so với mực nước biển dâng. Các thành phố đang sụt lún nhanh nhất tập trung ở miền Nam và Đông Nam Á, khiến cho các nước phải có sự thay đổi để thích nghi. Chẳng hạn, Indonesia đang có kế hoạch di rời thủ đô khỏi Jakarta, một thành phố có tới 10,5 triệu dân, tới một thành phố mới xây dựng trên đảo Borneo cách đó 2.000 km vì thủ đô Jakarta đang có độ lún rất nhanh. Tại sao các thành phố ven biển sụt lún nhanh hơn? Một số khu vực trên thế giới đang sụt lún tự nhiên, nhưng nhiều thành phố dưới tác động của các hoạt động của con người như bơm, hút nước ngầm, khai thác khí, dầu mỏ và tốc độ xây dựng đô thị nhanh chóng đã đẩy nhanh quá trình sụt lún. Thành phố Mexico, vốn được xây dựng trên một khu vực đầm lầy đã bị sụt lún hơn 8,8 mét trong những năm gần đây, và điều này khiến các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề.